khu Sala nha. Bữa nay tình cờ nè, anh Vũ nè, chiếc xe 300 nè, đó chiếc xe 300 phía trước nè. Trí này nọ nè. Chơi mô tô nữa. Hội này hội GLK phải không mấy thím? Hội GLK. Nhưng mà hội GLK này là đồ hội phá xe chứ không phải là mở tí. Đây, sẵn cho các bạn lướt qua ha. Đó, GLK, GLK 250. Vô lăng này vô lăng gì? Vô lăng của dòng S. S đục, tự gắn hả ba? Cái này không, cái này thì là có gắn phải cốt đúng không? Gắn lại phải cốt. Cái này là chỉ thay cái biển mặt của nó thôi. Thay biển mặt thôi hả? Ừ. Tức là cái G209 á lên phải cốt để xài được bắt đầu ship. Tức là động tổng quan á, là để cho mình giải thích cho mấy bạn nha. Những cái vô lăng này nè gần như là nó giống nhau hết á. Nó giống nhau về cái cấu trúc hết. Tuy nhiên là bên trong nó sẽ có những cái vĩ mạch khác nhau. Những vĩ mạch đó sẽ có tác dụng lên từng cái nút này. Thì ví dụ các bạn thay một cái form housing khác thì các bạn đem cái vĩ mạch cũ đúng không? Đem vĩ mạch cũ qua rồi hạn chế này nọ, miễn sao hàng đúng dây. Rồi đây đúng không? Nhưng mà sẽ có những con chỉ cần lúc mà tháo tháo cực âm của mình ra để không có lỗi. Không báo lỗi em bác. Máy cốt thì con này là dạng phay líp rồi. Con này là phay líp nè. Đó. 250 AMG. Đó, các bạn thấy cái AMG nó khác bản thường là nó có chỗ này. Nó có cửa sổ trời. Đây, cửa sổ trời luôn nha, gọi là K250. Đây, thấy chưa? Những người chăm xe là đủ, đầy đủ đồ chơi. Body AMG thì nó có cái này. Đâu, mở lên rồi. Mở lên. Phải nâng cái này, phải nâng. Điện. Đó. AMG thì nó có cái lưới đen này. Ngon. Rồi né ra nè, đóng lại nè. Đây là có đóng cấp điện nha. Không đó vô rồi nè. Đây gọi là K250. Ở trên là xe 300. Xe 300 này đã từng được rip một phát rồi nên thể không chơi nữa. Con này là các bạn đã từng được quay rồi. Trong một cái clip về so sánh là tại ở cái con xe 300 này nè, các bạn nhớ nó bị lòi cái motor đó. Đóng lại khá là êm nha các bạn. Xe mới mà. Quên nó không có hít. Rồi. Các bạn nhìn lại bên trong nè. Nội thất xe 300 đời mới 2005 phải không anh Vũ? Em chợt quên mất tiêu. Con này là 2005 á. 2005. Ừ đúng rồi, W205 nè. Từ từ các bạn. Nè, một chiếc GLK của mấy anh nữa. Nhưng mà mọi người đang muốn coi cái con này hơn. Mọi người đang sao không đậu vô chỗ nào mát mát á? Đầu nãy nó mát. Mẹ đuổi cái thằng xe 300 này ra nè. Đuổi ra lấy chỗ đó. Đâu anh chủ xe đang làm cái này nè. Anh chủ xe đang thay cái màn hình. Anh chủ xe bên kia. Lộn anh chủ xe bên kia. Này thợ phụ. Thợ phụ. Từ từ. Đó cái màn hình này là cái màn hình mới nha các bạn. Rồi đây là màn hình cũ nè. Đúng là sự khác biệt đúng không? Đây là ba đồng hồ. Cái này là 5 đồng hồ. 5 đồng hồ và LCD màu đúng không? LCD màu. Đẹp hơn chứ. Rõ ràng đẹp hơn nhưng mà phải cốt lại hả? Cốt lại. Mọi người đang ngồi cốt lại luôn nè. Cốt lại trả ô đô về thấp không muốn bán xe. Đù còn nói nữa má, phải che cái xe biển số này lại liền. Má làm quá. Con này là sao? GLK. GLK 280. 280 là máy V6. Phải không? Không có bà đâu. Sao không có chị 300? 280 á. Nhiều lột có gì đâu. Cái này anh Tháo đâu biết liền gì. Tại vì các bạn biết này, nhiều khi mấy cái chữ GLK đó, người ta bị rớt cái chủ xe không biết á, bị rớt cái số, thì cái số đó có thể mua trên Lazada được mà. Còn gì phải tiếc. Coi cùng máy là biết nè. Máy đang nổ nè. Máy này máy V6 272 mất cái ống rồi nè, mua cái ống mới đi. Anh để về là nhiều khi cái nước. Tại vì cái nó làm ở đây. Mới rớt anh ơi. Này không biết, cái này không biết, mở ra thấy. Cái này rẻ xình nè, mua mấy cái đó đi chứ tự nhiên. Tại vì á các bạn phải làm cho có những cái ống nó nằm ở trên cao như cái này nè. Đó thì cái đường gió nó vô. Đường gió trên cao thì nước nó sẽ khó đi vô máy hơn nha. Đó, ai cũng hiểu biết chơi là nó dễ lắm, khỏi phải suy nghĩ nhiều ha. Để quay cứ. Đù, thấy con GLK300 nó kìa, chờ tí xíu. À, xe là đang. Ủa cái đồng hồ này mua hết nhiêu ta? eBay. Trời. eBay quên, ai mà biết, ai biết mấy thím. Ông thần eBay hỏi không vậy? Người ta phải nói đi, ví dụ chủ xe. Xe hậu cần của GLK Sài Gòn nè. Này thấy bộ mâm là ưng rồi nè, bộ mâm 18 thì phải. Năm này 18. 19 luôn hả? Vậy là không biết rồi, vậy là không đi, không nhìn kịp, tại không nhìn kịp cái thông số. Con này là Philip chưa ta? Chưa, con này là như con kia. À con này cũng như con, vậy là cũng là máy 272 rồi. Đúng rồi, máy 272, nhưng mà xe này lên đồng hồ Philip nè. Audio AMG này. Audio 4.5 nè, với lại cùng lên. Ủa cái này tự làm đây nè, nhưng mà chưa kính nè, chưa kính. Từ từ làm. Đó thay cái này nè.
Ừ, thấy rồi, thấy rồi. Lên cầm mang giống như cậu kia nè. 5.1 luôn rồi đó. Nè, cái này hơi tiếc tí nè, hơi cũ, hơi cũ thời gian này các bạn. 5.1 đầu tiên của Sài Gòn. 5.1. Ồ, lên 5.1 luôn hả? Một giống lắm. Đâu mở cabo lên coi. Mở rồi. 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 Bây giờ con này thì lại không có cửa sổ trời, mấy thằng có cửa sổ trời mốt ha, kém chết cửa sổ trời, à, chết luôn. Đúng rồi. Nghĩ sao ở Việt Nam đi mua cái xe mà có cửa sổ trời, trời ơi. Xe này rớt cái gió này. Nè, ổng gió này. Không có gì cả, cái này nó theo thời gian nó nóng, nó co giãn, không sao cả. Nói chung cục máy này thì nó bền, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì lấy cái con GLK 250 gì đó. Con GLK đằng kia kìa. Ừ, Philip đó, Philip đó là máy i4 hộp số 7 cấp luôn thì nó sẽ đỡ hơn. Có. Hộp số với xe này với xe kia là giống nhau. Con này con, hộp số con này là 7 cấp nè. Hộp số con kia cũng 7 cấp nhưng mà máy con kia là máy i4. Nó đúng là nó sẽ 722.6, 722.9 nhưng mà nó sẽ có một cái mã đuôi nữa. Cái mã đuôi đó nó sẽ quyết định là cái hộp số nó sang cấp nhanh hay sang cấp chậm này nọ nữa. Tỷ số truyền. Đang qua hả? Đeo, đi đeo vòng bi. Đeo vòng bi à. Đó, nội thất nè bạn. Nội thất. Thích. Hôm nay là đủ mặt hết ha. Thích xe có cái nội thất đen ghê luôn á. Rồi lại lên kia đi, hồi nãy thấy xe này vui nè. Thấy xe này có cái chất đồ của con nít lên. Ồ, con này cũng 272 luôn nha các bạn. 272 nè. 272 nè, 272 nè, chỉ có con kia là Philip thôi. Ồ, đúng là mấy cái máy 272 nó nổ êm thiệt. Bao nhiêu lâu nay vẫn mê hồi. Xe này có lên cản sau. Hồi chạy nè, cái phuộc nè, phuộc đổi rồi nè. Ồ, má sao nó lỏng vậy ba? Có cần chém gì được, không? Được hả? Chúng ta được cái đó chỉ gắn tạm thôi mà. À gắn tạm tại thì sợ tưởng nó cái gì của anh. Cái này chắc là phải kiếm cao su đậy lên á, chứ để vậy nó bụi nước. Lên cản em đi mà. Ừ. Lên cản em đi. Lên đèn Philip nè. Cái phải ok, nếu khách quan nha thì thấy cái đèn nó sẽ đẹp hơn, còn lên cái cản này hơi phí tiền. Không, cản này thì là phí. Nó sẽ khác nè, nhìn cái cản này. Thì hiểu là khác, tuy nhiên là cá nhân thì thấy đó, vẫn còn giữ rất là đẹp nha. Nói mọi chung là... đây đồ quá bệnh chung nè. Ừ. Ồ, gì đây? Xong dám chưa? Ngon bổ rẻ. Đúng rồi. Cảm có không có mắc. Không mắc hả? Không biết, cái đó không biết. Ở đây là chơi ngon bổ rẻ không à. Tại cứ nghe vô cản đây, ra xe gia đình thấy không? Đù, mở hai cái ghế cho hai đứa nhỏ luôn. Xe này là đi phượt rừng đú nhiều nhất nè. GLK. Đúng là GLK, bây giờ nếu mà giữa chọn giữa mua GLC và mua GLK chắc nó nhiều người chọn GLK quá. GLC. Rồi xe nó rẻ hơn quá nhiều. Đó thì đó, còn xe 300 triệu mở. Đây chiếc xe 300 này là bữa trước mình có cầm rip ở bên chỗ Conic nè. Cầm rip bên chỗ Conic nè. Nó gào để máy lạnh. Cái con này là không thấy cái tua máy ta. Nó không hiện cái tua máy nha. Ok. Tụi mình giao lưu tí xíu nữa đi rồi mình quay tiếp nha. Để cho mọi người thoải mái tí, tại cũng mới làm quen với mọi người à. Tình cờ là mình biết anh Vũ nè, là chiếc xe 300. Sau đó thấy ảnh đang chụp cái hình cà phê nè, mọi người đang cà phê ở bên Sala nè. Thế mình đi qua chơi luôn. Thì đó, con này là máy i4 nè, hộp số 7 cấp nè. Philip luôn nha, đầy đủ đồ chơi nha. Con này xe 300 ai cũng biết rồi. Con kia là GLK 300, máy 272, xe mình ai cũng biết rồi. GLK 300, GLK 250 hay gì đó, quên mất rồi. 272 luôn và máy 272 luôn, xa. Đó. Các bạn nhìn mọi người thích ở khu vực này nè, để chơi vui vẻ. Rồi lát nữa mình sẽ quay tiếp nha, sau khi tụi mình giao lưu một tí xíu.